Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục học tiếng Việt nhé. Anh có tiền lẻ không? 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 Tôi không có tiền lẻ. 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 Ở đây có đổi tiền không? 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 Tôi muốn đổi tiền. 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 Anh muốn đổi bao nhiêu? 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 Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy bấm chia sẻ video để nhận được video bài học mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.